Tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Minh Phương. Không biết là tình trạng mưa mù rồi đường ẩm tại Hà Nội có còn xảy ra trong ngày hôm nay nữa không ạ? Dạ vâng thưa anh, thì khả năng tình trạng mưa mù sẽ không kéo dài cả ngày hôm nay đâu ạ. Cập nhật đến thời điểm hiện tại thì mưa phùn cũng đã ngớt rồi ạ. Ngay lúc này thì ngoài trời của thủ đô Hà Nội đang có lớp sương mù nhẹ bao phủ ở đây, trời thì nhiều mây. Vì thế mà độ ẩm ở trong không khí vẫn rất cao, ở mức 94%. Nhiệt độ thì tăng chậm, chỉ hơn 2 độ so với thời điểm sáng nay, đang ở mức là 25 độ C. Dự báo chiều nay thì mây mới mỏng dần, nhường chỗ cho nắng xuất hiện, nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh hơn, cao nhất sẽ là vào khoảng 28 độ C. Không khí chuyển ấm áp, thế nhưng mà độ ẩm vẫn ở mức cao, hầu hết đều từ 65% trở lên. Tưởng chừng có nắng thì không khí sẽ khô ráo và thoáng đãng, thế nhưng mà điều này chỉ đúng ở ngoài đường thôi. Còn ở trong nhà thì lại có thể bị nồm ẩm bởi vì nắng không chiếu tới được, bề mặt sàn cùng với tường nhà vẫn bị lạnh, khi mà gặp khí ấm ẩm từ bên ngoài đi vào thì rất dễ đổ mồ hôi. Để hạn chế nồm ẩm trong những ngày này thì chúng ta nên bật điều hòa ở chế độ hút ẩm, hoặc là chúng ta cũng có thể lau nhà bằng khăn khô nhiều lần, cũng không nên mở cửa sổ hay là bật quạt bởi vì làm vậy sẽ càng khiến cho nhà thêm nồm hơn. Còn về thời tiết ở khu vực Nam Bộ thì dự báo thành phố Hồ Chí Minh chiều nay sẽ tiếp tục mỏng mây và nắng mạnh. Quý vị sẽ cảm thấy cái nóng rõ khi mà nhiệt độ tăng lên, cao nhất lên tới tận 35%, 35 độ C. Không chỉ nóng mà trời còn khô với độ ẩm thấp nhất vào khoảng là 37%. Trong thời tiết nắng nóng như thế này thì nhu cầu sử dụng điện thường tăng cao, dễ dẫn đến quá tải và chập cháy. Vì thế mà quý vị nên sử dụng tiết kiệm điện, hãy tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết khi mà chúng ta không dùng đến. Còn bây giờ, xin được tiếp tục với chuyển động 24 giờ.